Tôi đang suy nghĩ coi chiều nay mấy giờ sẽ tấp hành chạy chuyến cuối về thành phố. Không, vì xe chưa đến thì tôi biết tôi còn gặp em thêm một chút. Chứ khi em đi rồi mọi thứ xung quanh đây đều vô nghĩa. Sớm nắng chiều mưa, mà với tôi chỉ thấy quay quanh làn khói trắng. Từ lúc chia tay, mỗi người mỗi nơi, em đi xa tiếp tục việc học. Hoàng hôn nào tôi cũng ra mong ngóng mà. Trong chiến xe chiều mang trở về người con gái tôi thương. Còn nói niềm tin đã vùi trong tro tàn gia đình, vẫn làm tôi đau suốt tháng năm dài. Nay gặp lại đây, không nói nên lời. Bây giờ mỗi chiều đi ngang qua ngõ nhà em, tôi cứ đứng tầm ngầm nhìn cao đang ra trái. Một buổi sáng vào xuân chờ nghe trời đành lạnh, gom lá ngoài sân để trời ấm trong lòng. Làng xóm bảo tôi em sắp theo chồng,
đến lặng trong khung trời lạnh giá, nghe nước mắt mình thấm ướt cả đôi môi. Quên được chuyện xưa vì em đã có gia đình, nhưng tôi vì mãi đeo mang hình bóng cũ nên vẫn đi tìm quá khứ để hỏi hai chữ tại sao. Yeah.